Yutour C2L và 4 điểm thuyết phục bạn để sở hữu siêu phẩm camera hành trình ghi hình 4K tích hợp công nghệ AI ADAS tiên tiến bậc nhất hiện nay. Đầu tiên phải kể đến 4 tính năng hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao ADAS được tích hợp sẵn trong bộ sản phẩm Yutour C2L. Tính năng đầu tiên đó chính là cảnh báo va chạm với xe phía trước thì khi khoảng cách của hai xe giảm đột ngột. Trường hợp như bây giờ tôi sẽ tăng tốc thật nhanh tới xe phía trước này. Với âm thanh cảnh báo kêu liên hồi và gắt như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có thể kịp thời xử lý tình huống và đặc biệt đó là thời gian cảnh báo sớm tới 3 giây. Trường hợp xe của chúng ta đi trong khu vực đô thị vận tốc thấp hoặc là đi trong giờ tan tầm tắc đường như thế này thì hệ thống sẽ chỉ đưa ra những cảnh báo khi mà xe của chúng ta rất gần với xe ở phía trước có nguy cơ va chạm cao. Trường hợp khi mà chúng ta dừng đèn đỏ thì sẽ thường là làm việc riêng hoặc là check điện thoại. Khi xe phía trước di chuyển sau 1,8 giây, hệ thống sẽ đưa ra lời nhắc bằng giọng nói để chúng ta tiếp tục hành trình. Đây là một tính năng thú vị và vô cùng thực tế. Tính năng tiếp theo, cảnh báo giám sát khoảng cách an toàn. Khi xe của chúng ta di chuyển trên 30 km/h, hệ thống sẽ kích hoạt tính năng này. Và với tình huống xe của chúng ta đang ở cái khoảng cách có thể dẫn đến va chạm với xe phía trước, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo bằng âm thanh. Đó, lúc này thì chúng ta chỉ cần giảm phanh và nới khoảng cách với xe phía trước. Thứ hai, đó chính là việc bạn có thể dễ dàng trích xuất video với chất lượng tốt nhất hiện nay lên tới 4K. Tính năng thứ ba cũng vô cùng độc đáo nếu như bạn sở hữu camera hành trình của Yutour, đó chính là việc bạn có thể sử dụng câu lệnh giọng nói tiếng Việt để điều khiển một số tính năng quan trọng của camera hành trình, ví dụ như bắt đầu ghi âm, khóa video, ngừng ghi âm, lưu hình ảnh. Và cuối cùng, nếu như sở hữu Yutour C2L, bạn sẽ nhận ngay quà tặng, đó chính là thẻ nhớ 64GB trị giá 400.000 đồng, cùng đặc quyền bảo hành lên tới 18 tháng và 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng tại tất cả hệ thống đại lý Yutour của Timas Việt Nam trên toàn quốc. Nhanh tay liên hệ ngay để sở hữu siêu phẩm camera hành trình này nhé.